Tổng hợp động từ. Phần 6. Verbs. Hãy cùng học nhé. Đây là gì đây? Muốn. Muốn. Tên tiếng Anh đọc là Want. Want. Đây là gì đây? Thèm. Thèm. Tên tiếng Anh đọc là Crave. Crave. Đây là gì đây? Cần. Cần. Tên tiếng Anh đọc là Need. Need. Đây là gì đây? Cần. Mong muốn. Tên tiếng Anh đọc là Need. Desire. Đây là gì đây? Chọn. Chọn. Tên tiếng Anh đọc là Choose. Choose. Đây là gì đây? Đổi. Thay đổi. Tên tiếng Anh đọc là Change. Change. Đây là gì đây? Thêm. Thêm vào. Tên tiếng Anh đọc là Add. Add. Đây là gì đây? Mua. Mua. Tên tiếng Anh đọc là Buy. Buy. Đây là gì đây? Mua. Mua. Tên tiếng Anh đọc là Purchase. Purchase. Đây là gì đây? Bán. Bán. Tên tiếng Anh đọc là Sell. Sell.
Đây là gì đây? Chi trả. Thanh toán. Tên tiếng Anh đọc là Pay. Pay.